Hello, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel Mimi Trường Star. Vâng, như vậy là buổi tối ngày hôm nay sẽ có một chương trình vô cùng là đặc sắc luôn. Đặc sắc vãi cả trường luôn, đó là được đóng gạch free. Đó, đùa thì thôi nhưng mà tối nay mình sẽ slow với một bạn gái. Đó, mình có mời được một bạn khá là xinh. Thì mình sẽ pick Thu và em sẽ pick theo Alat để xem là cái đôi tình nhân này có ai ai ăn được ai anh em ạ. Gái ăn được trai là trai ăn được gái. Đó, soái ca thì anh em cũng biết rồi, cái bộ trang phục này soái ca đa tình kiếm, còn trang phục kia đó là theo Alat tuyệt tình tiễn. Đây là một cái bộ cái đôi tình yêu vụng trộm anh em ạ. Theo Alat thì bỏ đi với này, bỏ giom để theo mình đấy, theo cái thằng A Thu này. Không biết là lý do vì sao anh em ạ. Chắc là quá, bởi vì A Thu là quá đẹp trai. Khoai chắc là nó có to hơn hay là sinh lý nó khỏe hơn thì bà theo Alat thì bé hám của lạ. Thì phải theo thôi. Khổ. Tội giom mãi trưởng này, dạo này sinh lý yếu, bị bỏ, bị bơ anh em ạ. Rồi thì anh em để xem là cái con nào ăn được con nào thì anh em cùng theo dõi nhé. Thật sự là mình rất là vui khi được solo với những cái bạn gái. Rồi không nói nhiều nữa, đóng gạch phát đã. Rồi một phát là nhấc hết cả người luôn. Mình thề luôn, cái quả đấy nó bị nhấc người rồi. Rồi sướng chưa? Rồi ok, chiến tung đao. Thề luôn, chắc là quả đấy sướng nhấc người anh em ạ. Đóng nó nhảy cỡng lên luôn. Mắc là thốn, mắc là phê. Mình có solo với bạn này một cái trận trước rồi. Đó, trận này đánh tiếp tục đánh tiếp. Bán hành luôn. Thì mấy cái nem vào đầu chắc là theo Alat không ăn được A Thu rồi. Chủ yếu là để về lết thôi. Mình sẽ đóng gạch vài phát nữa rồi mình sẽ để em farm đồ nhé. Đấy, giờ mình sẽ nửa nửa nên mình đóng tiếp này. Chuẩn bị nha. Đấy, một đóng này, em chạy đâu cho hết nắng. Định mạnh. Nằm phơi lên luôn, vãi cả trưởng. Rất là thốn. Sướng không em? Em có cảm thấy thốn không? Thốn đến tận rốn không? Lại thua rồi. Khổ thân con bé. Rồi mình sẽ đợi em lên đây tiếp rồi mình đóng cho phát nữa. Con gái là cứ phải đóng nha em ạ. Đóng hết mình, đóng nhiệt tình. Đó, một phát này. Không biết là em có cảm thấy thốn không nhưng mà anh cảm thấy thốn cho em rồi. Rồi, siêu việt. Rất là thốn. Mỗi khi mà hạt thớt mà đã xác định nhảy lên thì thôi. Chị nào chị đấy thốn đến tận rốn. Vãi cả trưởng là không chịu đâu. Đùa. Tại sao lại không chịu? Sướng quá hay sao mà không chịu? Vãi thật. Có vẻ là đánh hơi đau anh em ạ. Anh ăn gian. Đùa ăn gian gì đâu. Đùa đâu. Kêu ăn gian. Căn bản là cái con A Thu này nó khỏe quá thôi. Gian cái gì. Rất là khỏe luôn. Đây. Đây mình sẽ giả lác, mình đóng gạch đây. Này, nhảy lên đóng này. Nhảy lên này, úi giời, nhấc cả người đi. Ha ha, ha ha, xác định đi. Rồi, bá đạo, ok. Đùa đâu mỗi. Nhấc hết cả người lên. Vãi cả trưởng. Đây, mình sẽ đẩy trụ thôi. Cho cái sân vận động nó được rộng hơn. Đánh nhau cho nó hoành tá tràng anh em ạ. Thật sự là rất là phê khi được solo với gái. Dĩ nhiên thì A Thu chồng chồng của theo Alat thì chả trâu hơn rồi. Bao giờ chồng thì chả phải trâu hơn vợ rồi. Chẳng nghĩa vợ nó lại khỏe hơn. Vợ nó lại khỏe hơn à. Đó ạ. Cứ nhảy lên mà đập thôi. Rồi rồi rồi. Xác định đi em. Ok, bộc phá truyền thuyết. Đùa đâu. Thôi có khi là phải để solo full đồ anh em ạ. Mình sẽ để bạn gái solo full đồ thôi. Chứ cái tầm giờ là theo Alat không ăn được A Thơ, A Thút, đấy, A Thu.
Rồi vợ chịu thua. Đùa đâu, từ từ. Rồi lên phun đồ đã nhá. Đó, giờ mình sẽ để bạn gái lên phun đồ. Mình nên mình tập trung farm nính. Rồi đập nhau. Đó, phun đồ đập nhau. Rồi giờ mình sẽ tập trung farm nính nhá, phun đồ nhá. Rồi ok, ngoan thế. Ok anh, vãi cả trưởng. Rồi, như vậy là đã đến thời khắc rồi anh em ơi. Chương trình song kiếm hợp bích bắt đầu. Đây thì bây giờ là bạn gái đã phun đồ. Giờ mình sẽ đập nhau thôi. Nào, nhảy luôn này. Rồi, song kiếm hợp bích rất là đẹp. Song kiếm hợp bích rất là đẹp. Rồi em đảo như rang nạc vậy. Em đảo như rang nạc vậy. Ok, huyền thoại. Rất là thốn anh em ơi. Hai con này song kiếm hợp bích thì ôi, rất là đẹp rồi. Lao như trâu húc mã vào em, cuối cùng em lại sấp mặt rồi. Năn quay ra, trời ơi, trời ổng gì. Anh như cục gạch, vãi cả trưởng. Nó kêu cứng như cục gạch, khổ quá. Đồng phong.
Sướng không? Sướng à, sướng à. Sướng. Đấy, đập cho sướng luôn. Đập cho to mồm luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục lên. Đấy. Full đồ nhá, hai bên đều full đồ. Mình sẽ bán món này đi, mình ninh công đi. Món nó cái niềm đoạt mệnh ấy. Mình nghĩ là nên cái niềm đoạt mệnh. Đấy, niềm đoạt mệnh hơn. Rồi bắt đầu mình đóng đây. Mình đuổi theo em mình đóng. Ấy, đóng nộn phải lính. Đây mình sẽ đuổi theo em. Ấy, vai cả trưởng cứ nộn nó đóng phải lính luôn. Rồi em đang bắn rồi nhấc người lên chưa em. Cứ một đóng một rồi thần thánh. Đó, như vậy là các bạn có thể thấy là theo Alan là vợ cho nên không ăn được chồng A Thu nhá. Đấy, A Thu rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Một khi mà đã đe ai thì sấp mặt kẻ đấy thôi. Lấy thịt đe người anh em ạ, cứ nhảy lên mà nện thôi. Nện như vị thiên thần luôn. Nện như chưa bao giờ được nện anh em ạ. Rồi, tiếp tục lên này. Vâng ạ. Rồi có khi mình sẽ bán cái món này đi, mình lên Head Queen thịnh nộ. Đấy, món kia hết tác dụng rồi thì phải lên Head Queen thịnh nộ. Rồi mình sẽ nào vào băng trụ này. Đấy, nào vào đây này. Đấy, em xác định. Ok, đóng gạch. Ôi, em đã tốc biến được rồi. Và em đang được bắn. Nhưng mà anh không cho bắn đâu. Rồi, nào vào như châu hút mã. Ôi, đảo như răng nạc anh em ạ. Rồi, ôi ôi kìa. Ôi ôi, đảo như răng nạc vậy em. Rồi, ok, em vẫn còn cái giáp thiên thần kìa. Đấy. Rồi mình sẽ băng trụ tiếp đây này. Ôi tôi chết rồi. Em vẫn còn đầy máu. Rồi em hồi máu nhanh vãi trưởng. Một phát này. Rồi như vậy là sấp mặt cùng nhau luôn. Nằm úp vào nhau. Một cái pha gọi là tình yêu lãng mạn anh em ạ. Của đôi cặp vợ chồng theo Alat A Thu. Rồi, theo Alat đã biến mất. Còn A Thu thì vẫn ở lại. Xác đấy. Cười gì vậy. Rồi có khi mình sẽ solo một mạng nữa thì mình sẽ kết thúc game. Bởi vì mình còn bận. Bận công việc của mình em ạ. Em trả thù. Rồi trả thù đi. Đây. Lên quyết chiến với em một trận nữa. Một trận đấu song kiếm hợp bích này. Mình lao này. Đấy. Lao vào bên này. Đó, đóng gạch thần trưởng. Một phát này. Rồi làm sao? Ok. Như vậy là tự đập mặt và chết đi mà. Rồi như vậy là clip của mình đến kết thúc. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip này. Nếu thấy hay đừng quên like và chia sẻ clip nhá. Bye bye anh em. Bye bye.